Vâng, mình chào quý vị và các bạn. Hôm nay bonsai Đinh Vượng xuống thăm vườn của em Bảy ở Thanh Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội. Tôi vừa thấy em Bảy cũng mới bắt đầu sưu tầm một số những cây. Là một số những cây to thì đây còn một số những cây nhỏ mà hàng chất lượng hơn, đẹp đẹp thì lại để ở phía trên tầng 2. Lát nữa chúng ta sẽ lên tầng 2 tham quan. Cái này có cái dáng cũng bay phiêu đẹp đẹp. Cũng may có cái phong tranh nhìn nó nổi bật. Đấy, sân nhà em Bảy thì rất là nhỏ. Đấy, cái không gian nó chật hẹp. Kê được mấy cây. Đấy, không gian. Đây là một cây xanh năm điền. Cái này ba thân đẹp đấy, nhưng mặt trời nó chính ở bên kia cơ. Cái xử lý thì cái này cũng ra gì để các bạn nhìn cũng được đấy. Nhưng mà thấy có một cái phần tay đóng ở cái vị trí kia nó hơi hơi nghe chưa hiểu lắm. Cái vị trí tay đóng này. Đóng ở cái vị trí đó nó hơi bị bí nhỉ. Còn cái vai bên này đẹp quá, có cái vai bên này chạy xuống tay cành lên này. Rất đẹp. Cái này thì có cái bóng dáng, có form dáng, bắt được cái bóng. Nào xem em có những cái hang đẹp ủ mưu để ở trên tầng 2. À, cái dàn lan. Đấy, giờ lan bây giờ lại chuyển thành vườn cây. Đúng không? Làm một cái sân chơi này đúng là không bị bỏ phí đúng không? Lan hết thời rồi. Cái này là cái lộc vương à? Lộc vương anh. Quái phết nhỉ, cũng khó chịu đấy. Ui, cái mùa nó có hoa nó rũ xuống gì đây lắm. Đẹp đấy, lạ đấy, lạ đấy, nó cái lọ này, cái thần pháp nó đặc biệt. Nhiều cây mảnh khảnh kiểu như là văn nhân, người giấy cây cảnh ấy nhỉ. Đấy, ông thân tài này lại mái đẹp này. Đấy, thích ông ấy cười, lúc nào ông nhìn thấy ông cười. Ông ấy vác cái cây đẹp này. Đấy, chính cái ông tượng thông tài này đẹp đấy nhỉ, xong về trồng cái cây đẹp nhỉ. Vâng. Được Tết mua trồng quất nên là xong kết quất cái để trồng cái cây này. Bao tiền cái ông thân tài này? Chả biết là 200 mấy hay 300 mấy. Cái ông này không gì? Ông không, còn cái chậu này 700. À, cái chậu cũng đẹp nhỉ, chậu cổ kính đấy. Chậu tàu à? Ừ đấy. 200 hay là 800. Hay đấy. Giờ chế tác nhiều cái ông tượng với cái cây đẹp lắm. Để quay vào kia cho nó ngược cùng sáng. Đấy già, có hang này cũng gớm đấy nhỉ, già nhỉ, khô cây đấy. Sinh quê đấy, nhưng mà chất liệu đẹp đấy, màu da đẹp, lá đẹp, nói chung con này được đấy. Lá đẹp lắm. Mà hàng năm không phải cắt ra đây này. Vừa ra con này thì dày. Vừa ấm nọ em bấm có mấy cái đây. Đây này đấy, bấm có mấy cái, còn đâu không nguyên bản, không vặt lá, vặt nước gì cả. Cái ngọn kia nó cháy, đợt làm lại thì nó bị cháy từ trên này xuống này. Đây này. À. Thế mà em bôi cái kích sẹo đấy. Bôi keo liên sẹo đấy gì? Đấy, cái loại kích sẹo của Nhật ấy. Thế nó liền rồi à? Đấy, bây giờ nó xùi ra nhìn hay không? À. Lúc đầu nhìn nó buồn cười lắm, lúc đầu nó đỏ lòm lòm. À, giờ nó cũng trắng ra rồi đấy nhỉ? Đấy, bây giờ nó trắng, nó nhản ra rồi nhìn hay. Bôi lâu chưa?
từ năm ngoái đấy. Thế đến bây giờ mới được 1 năm gì? Được 1 năm, chưa được 1 năm rồi. Chưa được 1 năm. À thế mà nó bo đẹp nhỉ? Bo đẹp. Mà nó lên màu trắng sáng thế này là ok đấy, rồi, ổn rồi. Đây này cái loại lọ này này. Đây xem nào. Giống của Hùng không? Giống. Chính nó cũng giống của Hùng gì? Đây lọ này. Nhập. À đây. Cái này hàn cái vết hàn luôn. Cái đó đẩy đẩy này ngược lên đấy. Em đẩy cái này quạc ra. Nó bị xuôi này. Hụt xuống gì? Đẩy quạc em lên. Em đẩy cho nó e ấp vào đây. Ừ. Thì nó toạc đây. Toạc em bôi rồi. Thuốc luôn vào. Bôi thuốc vào xong em ẩn kín luôn. Van lại thế xong bây giờ nó hạ nó ấy phát mà em bỏ van ra nó không xuống một tí nào. Thì mà. Nó đẩy lại với nhau rồi thì nó đầy rồi. Đấy, thế mới hay. Không, con quê nó đẹp nhỉ, nó lại già khô mà cái màu già nó đẹp và sáng. Con này nó ra. Con đẹp này. Thân pháp đẹp. Có vẻ cái ngọn nó hơi cái con trực hơi cao nhỉ? Không cao đâu. Nó vừa đấy. Đây này mai là thế này. Cây nó rộng mà. Cây bóng nó hơn. Cây nó rộng. Cây này em về em làm lại hầu như giữ mỗi con tay này. Ngọn này là những cái này mới này. Này cắt làm lại tay cành đúng không? Tay từ đây đổ lên là mới này. Ừ. Mấy con này đang làm mới này. À. Đấy. Còn con này là ngày xưa. Con này được cái bộ thần pháp dưới này đẹp này. Vâng. Không gian dưới này đẹp. Ghê ngày thật. Xưa nó có một cái tay nữa nó lên dạ, này, nó ngọc thẳng lên này. À đúng rồi. Cắt bỏ. Cho nó cao lên. Con trực nó cao lên. Còn chính nhất ngày xưa mới để cái tay nó này. Nhất cho đây là một bông đời mình nó đẹp này. Cái có một bông ở đây. Nhưng mà này. Cái tay nó xấu lắm, xanh quê nó mềm ngoào mà. À, nó mềm ngoào. Thế mà không cắt để một mẫu này. Xong rồi làm cái lên đây, làm bông đây. Thì nó không bị trống cái cổ ý. Thì nó sẽ thế ấm coi. Tròn trực thoát mà. Ừ. Cái đợt ý. Con này, nó nhìn vào đây cái này quá đẹp. Nha. Đẹp mà. Đấy, cắt nhìn cái bộ này mà xem, nếu mà để này. Nhìn cái bộ đây này, này anh soi cái xương này này. Cái xương dưới này nó như cây cổ thụ. Ừ. Đó mẹ cái lời thì được cái tay cành nó già rồi. Được cái nó lâu năm. Mà cái lá nó đẹp. Chất liệu lá đẹp rồi. Năm không phải cắt lá mà không vàng lá. Ừ, lá này đẹp. À còn xí cổ này cái nhỉ. Em cứ thích chơi những cái nó làm cho vàng phát cười. Bỏ kín chậu nhỉ. Nhiều phôi lắm, em gửi mỗi vườn ít đấy. À. Đây là em nhà em chật thì em mang những cây nhỏ nhỏ về em chơi em nghiện thôi. Cái kia là cây hoa giấy à? Hoa giấy. À, ai dạ. Cây hoa giấy. Các em gửi ngoài nhà Hùng mấy cây ngoài trên. Sao cái ổi lại còn quại ra phết. Cái con ổi là ngày xưa lúc mua nó có dằm mấy quái đâu. Ừ. Về mình nuôi nó mới có dằm có giếc ấy chứ. Đấy, mới chơi thế này là ok rồi, ổn rồi. Vào cái là lại có vườn cây chứ. Tới đây là cũng được đấy. Từng bước một. Ừ. Xong nay mai lại chơi theo cái sở thích của mình. Sở thích đúng không? Còn chưa mang tính chất là thương mại, nặng nghề. Ừ. Thương mại là... Khi nào bán được nhiều tiền rồi cái tự dưng nó ngấm đòn bắt đầu là mới vào như vào làn ấy. Bắt đầu là mới bụp mạnh những con giờ nghe nó vẫn cứ từ từ. Thì... Nhưng mà làm kiếm được cái gì nữa? Thành công. Bên này vẫn còn đầy lan này. À, lại còn một người. Đại lan bên ý. Cũng là nhiều cây bé bé nhỉ? Trên này chơi cái đồ này thôi. Không cái này được đấy. Tổ nước con siêu lên đây mà. À. Tính tổ nước con siêu để luôn đây. Đấy, nhưng anh em giờ bắt đầu lại sau khi thấy cây sốt rồi bắt đầu lại đi tham quan, bắt đầu chuẩn bị lại vào cây. Giờ thì bắt đầu những cây nhỏ nhỏ này mới bắt đầu này. Nhưng mà một thời gian tới thôi. Ai cũng thế, đầu tiên thì bảo em mua vài cây em chơi. Xong đến lúc bán được tiền bắt đầu em mới say đòn mới vào mới mạnh chứ. Cây bao giấy dáng đẹp đấy nhỉ? Đấy, cây này em mua, em làm tự tay em làm đấy. À thế à? Ờ thế cũng có năng khiếu đấy. Gốc lên đấy. Cũng mua cái như cái gậy ba to kìa. Nhìn nó lạ dáng lại nhỉ. Vâng. Cái đợt đi mua cái ông anh có cái vô cùng cũng bảo mày mua cái gậy để làm cái gì. Đấy. Em làm em độc đáo thôi hết đấy. Nhìn nay mai dáng độc đáo. Mấy lần lọc rằm lại đẹp. Trước là cũng tròn dây nhôm đi đấy. Chứ nếu không dây nhôm thì nó không được như này đâu. Nó cũng cắt chuyển nhưng mà nó phải có dây nhôm. Này cây cổ đây. Cây này đấy ngày xưa em
tự tay làm đấy. Ừ. Thế có này lâu năm lắm đấy nhỉ? Mười mấy năm rồi. Ừ. Khoảng 15 năm. Chèn chọ các kiểu. Nói chung là mình cứ thích là mình tự làm theo ý thích của mình. Mỏ đấy. Cái đó là cái si búp gì là? Si búp hồng anh. Búp hồng à? Ai là? Vâng. Cái thân pháp nó cũng già ghê nhỉ. Cho nó lên trên hòn đá. Già đấy. Đây em phải cho cả cái phun xương vào đây để cho nó không bị trột đấy. À. Cắm phát là xương nó phun. Úi xồi, cái già ghê nhỉ. Cái này thì già, từ cái già, nó già. Mà nó cốt nó hay phết. Như cái rẻ quạt ấy. Ừ. Đấy, chúng ta lên tham quan vườn của em Bảy. Một không gian nhỏ nhỏ thôi nhưng mới bắt đầu. Rồi sẽ cơi lưới rộng dần dần đúng không? Cuộc chơi nó phải thế ngấm dần. Rồi chúc các em là nhanh có vườn càng ngày càng to nhé. Rồi bonsai Linh Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.